các bạn à. Sáng hôm nay tôi sẽ đi con đường Hoàng Sa. Con đường Hoàng Sa tại tại Sơn Trà. Rồi tôi sẽ dọc theo con đường xa này về về đường Võ Nguyên Giáp. Về đường Võ Nguyên Giáp để chia sẻ cùng bạn xem. Đây. Đường Võ Nguyên Giáp nha. Sáng sớm mà, sáng sớm mặt trời đã nói chung cũng đã lên lên cái hơn cái sò rồi. Trời còn chưa được sáng sáng lắm nè, hay còn hơi mù, còn mù mù nè. Là Sơn Trà Đà Nẵng. Đấy, tôi chia sẻ các bạn xem con đường con đường Hoàng Sa, con đường Võ Nguyên Giáp. Đường là đẹp nhất nhất nhì Đà Nẵng đây. Đây các bạn thêm. Sớm là thấy những hòn dừa này. Hòn dừa quá tuyệt vời luôn nè. Đấy. Hòn dừa. Dừa quá đẹp luôn. Ồ, sáng lên rồi, ánh nắng lên rồi. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Úi trời ơi. Ánh nắng ban mai chiếu vô những cái cây này thì quá tuyệt luôn. Phía trước tôi là ngôi chùa đấy. Cái chùa này biểu đỡ sơn ha, chiều chi quên để tôi xem là thử chùa đây chùa chi. Để ngôi chùa. Rồi chùa Bửu Đà Sơn. Chùa Bửu Đà Sơn. Rồi tôi tiếp tục đi các bạn. Sáng và mọi người tập thể dục. Bữa nay là ngày 6, ngày 7 rồi các bạn. Ngày 8 rồi chứ. Ngày 8 tháng chạp rồi. Còn có hai mấy ngày nữa là đến Tết rồi các bạn ơi. Này, tôi đã chia sẻ các bạn những con đường tại Đà Nẵng về ban đêm, có ban ngày có. Nhưng mà chia sẻ về buổi sáng sớm thì chưa. Hôm nay tôi lại chia sẻ các bạn sáng sớm. Chia sẻ các bạn này qua con đường Hoàng Sa và con đường Võ Nguyên Giáp này về sáng sớm. Đấy các bạn thấy sáng sớm mà trời còn sương mù. Ánh sáng này chưa được sáng lắm, sáng mờ mờ. Nên chắc có lẽ là vô camera, vô hình ảnh vô camera thì không được sáng sủa lắm các bạn.
để sáng sớm tại con đường đẹp nhất nhì Đà Nẵng đây. Các bạn thấy ngồi biển sóng lớn này. Mùa này là sóng rất lớn, mùa gió bắc mà, mùa lạnh, mùa gió bắc nên sóng rất lớn, biển ra không được cao đục. Đây là cái bãi tắm Măng Thái đây. Đây, bãi tắm Măng Thái. Rồi, bà con đi, con tập thể dục. Rồi, có mưa bay bay rồi không? Trời đông bắt đầu mưa bay bay rồi. Tôi đã quay có con đường trên thành phố Đà Nẵng này rất là nhiều, quay ban đêm có, ban ngày có, nhưng ít khi quay sáng sớm. Hôm nay tôi lại quay sáng sớm cho các bạn xem. Quay sáng sớm mà gặp mưa nữa vậy. Để các bạn thấy trời bắt đầu mưa rồi. Trời bắt đầu mưa rồi, hình ảnh không được đẹp nha bạn. Đây Dũng My ở Sapa các bạn, Dũng My ở Đà Lạt nè, mù mịt, sương mù. Xe du lịch
giống như đi tại Sapa, trời mờ mờ mù mù à. Bởi vì mùa đông mà chuẩn bị chuyển qua mùa xuân rồi, gặp sáng sớm nè, này nhà ánh sáng nó còn mờ mờ, gặp mưa bay bay nè, sương còn xuống. Đây là hiện tại đây là đường Võ Nguyên Giáp đây. Đường Võ Nguyên Giáp. Tuyệt vời luôn các bạn. Để bà con tập thể dục à. Con tập thể dục là sáng sớm nè. Biển Mỹ An. Đây là đường vô khu phố du lịch Ân Thượng này không?
Thì các bạn thấy đẹp không? Tôi quay ra bờ biển đây. Qua bờ biển nhìn những hàng dừa. Biển sóng lớn các bạn. Nắng lên rồi các bạn ơi. Nắng lên đẹp chưa?
chân thành cảm ơn. Video của tôi đến đây kết thúc các bạn nha. Hẹn các bạn video sau. Các bạn nhớ ủng hộ kênh và nhớ theo dõi những video sau nha. Xin chào các bạn.